Xin chào các bác, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thảo Mỹ Linh. Mỹ Linh xin chúc các bác có một ngày mới vui vẻ và thành công công việc. Tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay thì Mỹ Linh sẽ đưa tất cả các bác, các cô và các chị quay trở lại nhà của ba anh em mù và trao những phần quà thực sự ý nghĩa của quý mạnh thường quân đã gửi tiền về trên kênh của Thảo Mỹ Linh. Và hôm nay Mỹ Linh sẽ vào trao phần quà của cô Hoàng Thị Năm ở Vĩnh Phúc có gửi cho Mỹ Linh là 700k. Và hôm nay Mỹ Linh đã mua những phần quà ý nghĩa rồi. Và thì một lúc nữa thì các bác hãy theo dõi hết kiến thức phim để Mỹ Linh vào trao cái phần quà của cô Năm. Là cô Năm có gửi cho Mỹ Linh là 700k. Và Mỹ Linh hôm nay mua quà là hết 430k. Còn là thừa 70k thì Mỹ Linh sẽ trao lại cho ba anh em. Còn 200k của cô Năm thì cô Năm có gửi lại cho Mỹ Linh để Mỹ Linh đổ xăng. Thì Mỹ Linh cũng rất là chân thành cảm ơn cô Hoàng Thị Năm ở Vĩnh Phúc. Và một lần nữa thì Mỹ Linh cũng thông báo thêm là cũng có một cô giấu tên có số điện thoại cuối là 916. Cô có gửi cho Mỹ Linh là 1 triệu để trao, để mua những cái nhu yếu phẩm hay là mua những cái thứ gì đó để cho gia đình của nhà ba anh em khiếm thị. Thì một lúc nữa thì Mỹ Linh sẽ vào trong đó, thì Mỹ Linh sẽ hỏi là gia đình, xem là gia đình có thiếu gì không. Thì Mỹ Linh sẽ trích cái phần tiền của cô giấu tên có số điện thoại cuối là 916. Thì bây giờ các bác hãy cùng với Mỹ Linh đi vào trong nhà của ba anh em mù. Thì các bác cũng biết là cái tuyến đường đi vào nhà của ba anh mù ấy đi rất là khó ấy, đi tuy là nó chỉ là đến 4 cây thôi mà đi nó mất gần 1 tiếng đồng hồ, tại vì đường rất là khó. Đi như thế này thì cái xe máy của mình học rất là nhanh, nhưng mà cũng không sao cả. Cô bác đã rất là thương những cái hoàn cảnh đây. Mỹ Linh là một người làm cầu nối thì Mỹ Linh cũng không quản ngại đường xa, cũng sẽ đưa trao những cái phần quà mà chính các cô bác mạnh thường quân đã gửi đến cho Mỹ Linh. Thì Mỹ Linh sẽ thay cô bác trao những phần quà thực sự ý nghĩa, đưa đến tận tay của những cái hoàn cảnh, đặc biệt là chỗ nhà bỏ ba anh em mù đây. Thì hôm nay các bác hãy cùng với cháu Linh đi vào trong đó. Xin chào cô giáo nhá. Chào. Mệt mỏi thế? Hôm nay đường mưa quá các bác, xe của cô giáo vứt ngoài, cô giáo không cầm vào, không đi nổi vào đúng không? Trơn quá. Ôi xin chào nhá, hai anh em đến kia nữa rồi à? Nhà hai anh em bên này cơ mà. Đúng rồi, nó hay đi xung quanh đây mà. À cứ đi lò mò này thôi à? Ôi dồi ôi, các bác ơi thương chưa. Đi này chả xúc vào đá suốt à? Ơi về đây, về đây. Nó đi à? Nó đi tạm một chê nhá, tí lòng chú cho tao nghe nhá. Ừ, nhớ tí lòng nhá. Dạ. Con nhớ anh Linh không? Hả? Nhớ cái nông gắn tóc rồi. Chắc cả. Anh Châu à? À, nhớ à? Anh Châu. Thế vừa đi đâu về? Nên nhớ một thời lò. À, hai anh em đi chơi về. Tú mẹ đi. Mẹ? Mẹ của ta nhớ sao chê mình sẽ chỉ bắt tới chỗ là cái đai đặt là xong một thời lò. À, đứa bé đâu rồi? À, đứa bé kia kìa. Đứa bé là nhìn rõ nhất đấy nhở? Đấy cô giáo, đây cô giáo nhấc hộ được cái bao gạo đấy không? Không. Hả? Cố gắng đi, không ai nhấc hộ. Bánh mì của cô giáo đây mua ở ngoài có 15.000 nhưng mà vào đến đây chắc phải là 40.000 một cái. Rồi đi về nào, mù mù trên nào. Hả, cố gắng lên. Đấy các bác, may quá có cô giáo rất nhiệt tình, cô giáo nhấc hộ cho, không thì là cháu Linh cũng không ai nhấc, tại vì là cháu Linh đi một mình thôi. Đấy bây giờ thì mời tất cả các bác với các anh chị trên kênh của Thảo Mỹ Linh cùng với Mỹ Linh đi vào trong nhà của ba anh em nhé. Thì Mỹ Linh trao cái phần quà của cô Hoàng Thị Nam ở Vĩnh Phúc cho các em nhỏ đây. Và một lần nữa Mỹ Linh cũng xin chân thành cảm ơn cô Nam ở Vĩnh Phúc đã thương đến ba anh em mù đây và cũng gửi một số tiền mua những cái đồ như yếu phẩm cho gia đình của ba em đây. Đấy, con lên, cố lên cô giáo, cố lên. Cô giáo mệt lắm rồi, chưa ăn gì đâu đúng không? 12 rưỡi rồi mà chưa ăn gì. 1 rưỡi là chuẩn bị dạy học rồi. Đấy. Cố lên nào. Mẹ các em ở nhà không? Không ở nhà á? Thế mẹ các em là đi đâu rồi? Ôi xin chào nhá. À đây anh trai à? Hai anh trai đây luôn à? Không phải à? Đây anh trai đây đúng không? À đang làm gì ấy? Nó nỉ quá gì à? À lại cúng à? Ôi dồi ôi. Đây cái này à, làm này để cúng à? Đây các bác làm những cái dây này để cúng ấy.
làm thịt cúng à? Ở giờ chín mùa rồi. À, chỉ là chín mùa rồi. Chín mùa mà. Nên một tí rồi. Nó nhịn qua cho trái cam được kết cục. À, làm này để mai cúng à? Cúng à, cái này cúng về cái gì? Cúng tí hết rồi. Cúng tí. Mỗi cho đi vải rồi cho này. Vải chơi. Có nghĩa là buộc xung quanh nhà để chống tà ma ấy quá. Nói chung là mỗi dân tộc nó có một cái đặc tính với một cái gọi là nét văn hóa riêng thì cũng không thể nói được là mê tín đấy. Thì mỗi dân tộc đều có một cái bản sắc riêng các bác ạ. Đúng nhờ? Nắng quá nhờ? Đấy. Nó chảy rồi. Ăn sáng ăn trưa chưa? Nó chù rồi. Nó ở rồi, ăn hết rồi. Đấy, ba anh em đi vào ngồi trên đi vào chỗ dâm dâm này ngồi đi. Đi vào đây, chứ ngồi đấy nắng lắm. Đi một tí rau sao tí đi. Đấy. Đi vào trong đi, nắng lắm, ở ngoài nắng lắm. Đấy. Có ghế ngồi không? Chỉ một tờ rau rồi. Đấy, lấy ghế ra đây ngồi nhá. Anh trai lấy hộ ghế nào. Anh trai này lấy vợ chưa? Đây à, vợ đây à? Con nhỉ đây à? Muốn là chồng à, nhỉ mẹ? Chị vợ lên ngại. Bà con vùng cao là cứ vào đấy là còn máy quay cái là chạy mất dép. Đấy, ngồi đây đấy. Đây thì hôm nay cháu Linh cũng mua gọi là nhu yếu phẩm mới mì chính. Mẹ các em thì đi chặt cỏ bò rồi. Thế nhỉ, một chiếc tao nhủ rồi. Một chiếc tạc á? Cái chặt củi à? Tận đồi bên kia cơ. Cái này không bóc được. Cái quà cháu Linh hôm nay mua đây. Cái trích cái số tiền của cô Hoàng Thị Năm. Đấy các bác, mua mì chính này, đường này, súp này, hai con muối, cả nước mắm với dầu ăn nữa. Đấy, còn mua gói kẹo nữa. Cứ giá bác hộ gói kẹo ấy, hộ đi. Cái gói kẹo này 20.000. Bác cho ba đứa đấy, cả đứa bé này nữa. Còn bao gạo ở phía bên kia nhá các bác. Đấy. Thì gạo đấy thì tí bảo là anh trai cất. Ý, mốt phớt chua, mốt chọt chén nó no nhá. Đấy, còn đây là mua mắm muối mì chính ở đây. Đấy. Thì các bác cũng thông cảm, và con ở trên vùng cao này là cũng không biết cảm ơn mấy. Thì các bác thông cảm. Kìa. Đấy. Mà thế cũng cú này. Ốm à? Cú thôi này. Trúng rồi. Ôi ôi, khóc rồi. Đấy, ba anh em đang ăn bánh kẹo đây các bác. Nó đi, cá cá. Cá lò. Đấy, mua gói kẹo tía, chú thắt đơn đi nhá. Chú ăn nèo thắt đơn mà hầu nhá. Đây là món quà của cô Hoàng Thị Năm ở Vĩnh Phúc gửi cho các bé. Đấy thì không biết là mẹ các bé đi đâu rồi. Thì là còn 1 triệu của một cô giấu tên có gửi cho ba anh em đây nữa. Thì không biết là trong gia đình các em còn thiếu cái gì không. Để một lúc nữa thì Mỹ Linh cũng ngồi tâm sự với ba em đây. Thì hỏi là ba em có thích cái gì không. Thì cháu Linh sẽ mua vào cho. Đấy. Thế là mẹ đi chặt củi ở tận bên này à? Đây đây à? Quần đầu à? Tận đồi bên kia rồi à? Ui ôi, thế thì không nói chuyện được rồi. Thế chắc chỉ nói chuyện với anh trai đấy thôi. Đấy, còn thừa 70.000 thì cháu Linh sẽ gửi lại cho gia đình. Đấy. Đấy, hôm nay mua quà thì còn thừa 70.000 thì gửi lại cho gia đình nhá. Xong rồi xem là mua cái gì, bọn nó ăn kẹo gì thì mua kẹo cho chúng nó nhá. Các em ấy. Không có gì. Đấy, thế gia đình còn thiếu thốn cái gì không? Hai nhìn chúa nhìn khảy la sao dù gì sao? Cũng biết là hộ cái gì là hộ đây gì. Phải gia đình thiếu cái gì thì với hộ chứ. Làm sao Mỹ Linh mà biết được. Thế là anh này là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao nếu mà nó chồng à? Chồng 22 tuổi à? Sinh 2K1 à? 2K2 à?
2 gì? 2.000. À 2.000. Làm gì? Mẹ hai tuổi, mẹ đang lên 24 tuổi. Còn năm nay bạn 24 tuổi. Chị 24 thì... Bạn này 22 tuổi, chị kém 22 tuổi thôi. 22 tuổi không phải 21 à? Vâng, là 22. Nhầm. Rồi, cất tiền đi nhá, xong rồi xem nào. Hỏi mấy đứa này là ăn gì thì mua cho chúng nó nhá. Đấy. Anh là đưa cho 70.000 cho anh trai nhé. Xong rồi còn từ 70.000 thì ăn kẹo hay cái gì thì bảo anh trai mua cho nhá. Mà chua chào chiếc mà mỗi tàu nét đi lẩu nhá, nên nó tha gì mà nên hải đi lẩu mỗi chiều dưa nên nó nhá, nên nên sao chúa gì ra, chúa gì khỉnh la mua gì sao chúa chưa? Sao chúa gì á? Mua ác thì hay chúa ạ. Rồi giới cho biết là chế khán giả. Giới khán giả là? Chế khán giả đúng lẩu. À quần áo mùa đông á? Ừ. Đấy, ba anh em đây bảo là mua những cái bộ quần áo mùa đông, xong là mua dép cho các em. Ờ, thế gì cũng được. Thế là ăn nhé gì tu? Ăn bé gì thì là chín giò đấy nhở? Tủa. Tủa đúng không? Đấy, tủa thích cái gì? Ăn nhé chị, nhé khán giả. À, thích quần áo thôi à? Thế mua quần áo mùa đông cho nhá. Thôi tụng như thế. Chỉ bao giờ đi mua quần áo là à quần áo tụi ni xí ở bao lũ chất chi chưa biết biết tiếng phổ thông đúng không? Nó mỏ thế tiếng phổ thông nói nào à chị Hải ăn cơ á. Chắc là trong gia đình này có ba anh em này là mỗi đây là biết nói tiếng phổ thông tí. Đấy, lúc nãy Mỹ Linh nói thì cũng có nghe hiểu. Em ơi mang cái này vào cất đi. Ăn đi một chút trẻ. Đây là chị dâu của các em đấy nhá các bác. Ngăn nát được một chút trẻ. Đấy. Xong là ngăn nát chú tí chứ. Anh mang cái bao gạo đấy vào cất trong nhà luôn. Đấy mọi người đang làm này, mai cúng này các bác. Thế thì là các em, ba anh em đây thì cũng bảo Mỹ Linh rằng là thích mua quần áo mùa đông. Thì là chắc là mấy hôm nữa cháu Linh sẽ vào và sẽ mua những cái quần áo mùa đông cho các em. Thế thì là tầm như thế này thì chắc là nhờ cô giáo ở kia, mấy nữa cô giáo ra huyện thì nhờ cô giáo vào chợ mua cho những cái bộ quần áo mùa đông thì con gái đi chọn nó sẽ đẹp hơn. Còn con trai đi chọn thì nhiều khi là cũng không hợp ý của các em này quá. Có vui không? Hả? Đông xí ở đâu à? Hả? Dông à? Vui đấy các em này. Thế còn nhớ tên anh là gì không? Bố tin làm bè ăn gì không? Thế là vẫn nhớ nhỉ? Thế là vẫn nhớ, thế là được rồi. Sao mặt đỏ ấy? Uống rượu à? Học chơi à? Hả? Hả chị? Học chơi rồi. Chị bác hả? Chị cắt chạy. Sao thấy mặt là đỏ đỏ, mắt là đỏ ấy, tưởng là uống rượu ấy, không phải. Đây em này bảo là không biết uống rượu. Thế này đi học này thế thế có đi xuống dưới trường điểm trường này nghe lỏm mọi người đi học không? Lớp một cận tay nét một chùa, lớp cận tay ở chùa. À cũng đi xem nhá các bác ạ. Đấy, cũng ba anh em là cũng đi nghe lỏm thầy cô ở dưới này dạy xong là nghe được câu nào thì học lỏm câu đó. Đấy, rất là thương ba anh em đây. Đấy thì cháu Linh ở đây quay cũng rất là nhiều thì cũng muốn vào đây quay ở trong cái căn nhà của gia đình các em cho tất cả các bác cùng xem. Đấy đây trong nhà. Đây là em trai à? Em họ đây à? À tưởng là... Thế còn một anh trai nữa rồi. Chứ từ đi làm đi. Đúng chứ, đi làm mùa rồi đấy. À đi làm thuê rồi à? Anh trai đi làm thuê rồi à? Muốn đạp con đà... Đấy, nhìn các anh trai đây như thế này thương quá. Ba anh em đây thì bị như thế này mà hai anh trai thì không sao, biết là thế nào. Đây đây ở trong này là trong nhà của các em đây các bác. Anh cháu Linh sẽ dẫn tất cả các bác vào đây để hiểu rõ về cái căn nhà của các em. Ôi năm nay ngô được như thế này thôi các bạn, thế này làm sao đủ ăn được. Đây cũng ăn mềm mén thôi các bác. Cái mềm mén này cứng quá. Đây còn cái giường ngủ của ba anh em đây các bác. Ba anh em là tự ngủ đây. Úi ôi, sao có con gà đây? Khiếp khiếp khiếp. Úi ôi ôi, gà trong giường luôn. Đây còn đây là phòng của
anh trai với vợ ngủ đây, còn mẹ của các em là ngủ phòng bên này các bác. Đấy. Hỏi xem là nó như chín đẻ rồi. Như tháng nào lì à? Bé lì à? 3 tháng rồi. Mua mình nhuổi à đúng không? Ừ, 3 tháng à. Xong mình muộn nào xong là? 18 tuổi, đúng tuổi luôn đấy các bác. Không phải tả hôn nhá, chuẩn luôn. Nhà ở tận đâu? Chế nhóc của tuổi? Nhóc chú lùng A, à chú lùng B à? Chú lùng kỳ hả? Chú lùng kỳ hả? Chú lùng dưới. Chú lùng dưới. Má tia, má tia đấy. Đấy, cậu tuổi này con biết này. Nhờ tuổi nhờ. Tuổi vui quá các bác ạ. Cái nhờ quên cái. Tuổi là ở ngoài kia nhờ. Thế hôm mấy hôm nữa là anh Linh mua quần áo vào cho nhá. Được. Đấy, cứ cười vui vui vẻ này là sướng rồi nhá. Đấy, còn các em đây thì cũng không biết cảm ơn cái món quà cô Năm gì trên sao, tại vì các em cũng rất là nhỏ. Đấy, thì nếu mà mình mà như cái hoàn cảnh các em đây thì Mỹ Linh cũng không biết nói kiểu gì nữa các bác ạ. Nói chung là nếu mà nhắc đến thì thành ra là tủi thân còn khóc ấy. Đấy. Sao sướng quá. Ấy, vừa bó chú lo lo tuôn là nên non nhá. Ấy, có gạo nhá, vừa chú nhá, mua tha đâu nhá, đi mua nước mắm đi, mua dê đi nhá, chú tha mà nên nó tả, chú chuẩn nông tí lẩu tuôn mà tí lẩu mà vừa tha đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Đấy. Đi cái này biết nói tiếng với nghe hiểu một chút nhở. Cái đi đâu ấy, vừa mới từ đấy. Không đi. Không đi rồi. Đấy. Đấy là biết nói tiếng phổ thông rồi, chẳng coi là ngại không nói rồi. Ơ chăm hóa chỉ thà ấy nhỉ. Tủa không biết à? Tủa chỉ bao rồi. Nhưng mà tủa nhìn thấy một tí mà không biết à? Đấy thì... Các tí lào tủa tí lào mà vua nhá. Nên nó thà thì nó. Sao nó thà thì nó vua thế mà. Hai tí lào bao vua chỉ mà. Tí lào vua cho tủa nên chỉ vụ nên chỉ nó. Không là anh nhà mua quần áo vào với mua ít bánh kẹo thì vợ không hợp. Đấy, phải hỏi tủa với cái đây với cả anh trai nữa. Thế thích ăn bánh thì nhiên nó tha gì? Tha gì chứ tàu á? Kẹo gì cũng được á? Cái? Hả? Mua cái gì cũng được. Đấy, thì chắc là hôm nay là Mỹ Linh cũng vào đây là trao phần quà xong rồi thì chắc là Mỹ Linh cũng chuẩn bị xin phép về. Đấy, lúc này ăn trưa lúc bữa ta nó xùa nó mỏng mỏng rồi ăn mẻ mén thôi à? Không có gạo ăn à? Thế bây giờ mua được bao gạo đây thì có gạo ăn rồi nhá. Đấy. Vui quá, thương các em quá các bác, không biết nói nào. Thế sao này có thích thổi sáo không? Anh Linh có cây sáo nào vào cho một cây. Nhỉ chốt trà nhỉ? Nhỉ lò. Nó thử tôi mà ngay ta trà thôi nhá. Trà trà là kỳ chi ấy, trà bếp của xe đấy. Nhá. Hôm nào anh Linh mang vào xong ba anh em tập thổi nhá. Các cái tim xị chua nhá. Anh trai biết thổi sáo không? Tí lò, bao à, chốt trà bao? Không biết à? Tưởng biết là dạy ba anh em đây, ba anh em nó thổi luôn. Được nha. Đấy, cái thích lắm rồi các bác. Thôi mà nhóc này nhá, tí là một chè nhá. Nhá. Thôi có gì chào nhá, anh về đây. Không có gì. Cố gắng là chăm sóc ba em nhá. Ba em thì đẻ ra không được may mắn rồi. Đấy, không được như ba người khác rồi. Mình là anh, mình bây giờ mình sinh ra mình may mắn hơn các em thì mình cố gắng chăm các em tí nhá. Ok, anh về đây nhá. Có gì anh về đây nhá. Tí lỏng một chê đây. Không có gì, không có gì. Không có gì, không gì. Lựa cháu tí lỏng các tuổi nhá. Mãi lý nhá. Chào ba anh em nhá. Về đây. Bye bye nhá. Thôi, cô giáo về đi nhá. Chào mấy anh em nhá. Nên nhóm này nhá, chị mẹ nhá. Ôi, đi về đây. Cười cười à. Nên là nữa nhá. Ôi, về đây nhá. Chào nhá. Ôi các bác ạ, thì vừa rồi cháu Linh cũng vừa vào trong nhà của ba anh em Kiếm Thị là cũng trao cái phần quà của cô Năm cho gia đình các em rồi. Thì ba anh em thì cũng nói Mỹ Linh rằng là cũng thích mua những bộ quần áo mùa đông, tại vì bây giờ mùa đông cũng đã đến rồi. Đấy, thì thời tiết ở trên vùng cao bây giờ các bác đang xem đây nắng thôi nhưng mà thực chất là rất là lạnh. Đấy, cô giáo thì hôm nay là chắc là
đi vận động đi lao động ở đâu về nóng quá đấy à, mới mặc như thế này thôi. Đấy thì cũng rất là cảm ơn các cô giáo đây, cô giáo cũng rất nhiệt tình. Đấy, cũng hỗ trợ Mỹ Linh nhấc những cái bao gạo vào để cho gia đình của ba anh em mù đây. Thế là ba anh em mù này là ngày nào cũng đi đến lớp đây là học lỏm mà. Đúng rồi, ngày nào cũng có mặt ở lớp mà. Cũng có mặt ở lớp học lỏm mà. Nghe cô giáo dạy trẻ hát là cũng hát. Cũng hát theo à? Thế là cũng giỏi nhỉ. Đấy. Thôi bánh mì của cô giáo này. Lúc đến là cô giáo là chưa ăn trưa các bác, thì cô giáo cũng gọi điện là nhờ Mỹ Linh là mua bánh mì vào đấy. Bánh mì này ở ngoài huyện là 15.000, vào đây chắc phải trị giá 50.000 đấy. Cái phí ship, giả ship ý ơ. Cô giáo không giả ship à? Vác ba gạo mệt lắm rồi. Thôi cảm ơn cô giáo nhá. Chào cô giáo đây. Ơi dưới này các em học sinh đi học chưa? Đi học rồi. Thôi chào cô giáo nhá, về đây. Về luôn à? Bây giờ đi về thôi. Bây giờ lại cháu Linh lại tiếp tục cái cung đường đi về. Trơn mà, con lên dốc không lên được ấy. Tại vì là bị trượt bánh, bánh nó xoay liên tục. Đúng rồi. Dốc mà trơn là không đi được đâu. Đấy. Thì các bác cũng biết là ở cái thôn này cũng rất là khó khăn. Thế cái đường này là cô giáo đi là ngã mấy lần rồi? Ngày nào cũng ngã à? Ngày nào cũng ngã luôn á. Ngày đi xe thì ngày nào cũng ngã. Đấy các bác ạ, thì cháu Linh cũng đang liên hệ với Mạnh Thường Quân. Mong là các bác Mạnh Thường Quân đó sẽ ủng hộ cho cái thôn này một chút ít nào đó để có thể xây được một đoạn đường hay chút nào. Có nghĩa là xây đến đâu thì đến, nhưng mà nói chung là nó sẽ rút ngắn được cái đường đi khó hơn. Nếu mà để xây hết được cái đoạn đường mà vào đến đây thì chắc nó phải rơi tầm 1 tỷ. Đấy, các bác nhiều tiền lắm. Cùng lắm nha, cháu Linh cũng chỉ xin được tầm khoảng 100-200 triệu thôi, để gọi là giúp đỡ bà con thôn bản đây cải thiện cái tuyến đường một chút thôi. Đấy. Thôi cô giáo về đi, xong là ăn uống đi, xong là còn chuẩn bị cho các em lên lớp chứ. Hãy đem... về nhá, thank you nhá. Thank you so much nhá. Không có gì. Ôi bây giờ cháu Linh cũng xin phép và các bác ở Mỹ Linh sẽ đi về đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Nếu các bác thấy thức phim của cháu Linh hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của cháu Linh ngày càng một phát triển hơn, sẽ lan tỏa và được nhiều người biết tới hơn, sẽ động lòng các cô bác Mạnh Thường Quân xem qua được những cái hoàn cảnh trên kênh của cháu Linh để các bác có thể giúp đỡ và cho bà con ở trên vùng cao có một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc hơn, không phải lo đói nghèo khổ nữa. Và cháu Linh xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Bây giờ cháu Linh đi về đây. Lại đi mất 1 tiếng nữa các bác. Nhưng mà vui quá, và hôm nay vào ba anh em rất là vui nên cháu Linh cũng rất là vui các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá. Đấy, thế này là điểm trường nhá các bác. Đấy, các em nô đùa đấy. Ôi, về.